Xin chào các con, cô rất vui khi được làm quen và đồng hành cùng các con trong lớp học tiếng Việt của trang web olm.vn. Các bạn học sinh thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài học tiếp theo của chủ đề ngôi nhà thứ hai. Bài học có tên Danh sách tổ em. Ở tiết học đầu tiên, các bạn sẽ hoàn thành được hai mục tiêu chính, đó là đọc trôi chảy bài đọc Danh sách tổ em, tìm hiểu nội dung của bài đọc này. Bên cạnh đó, chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết chính tả. Trước hết, chúng ta cùng đến với phần khởi động nhé. Ở phần này, các bạn hãy chú ý, lắng nghe thật kỹ và ghi nhớ nội dung cô đã nói đến về hai bạn nhỏ sau đây nhé. Chúng mình sẽ cùng làm quen với hai bạn học lớp 2B. Bạn đầu tiên là Linh. Linh ở tổ 1, tổ bạn ấy có 6 thành viên và bạn ấy chính là tổ trưởng. Nhân vật thứ hai là Nam. Nam ở tổ 3, tổ bạn ấy có 8 thành viên và nhóm trưởng của bạn ấy là Hồng. Các bạn đã ghi nhớ những thông tin của hai bạn nhỏ này chưa? Sau khi cô giới thiệu, các bạn hãy giúp cô nối các thông tin sau cho chính xác với từng bạn nhé. À, đúng rồi, chúng mình cùng nhau nhắc lại một lần nữa nào. Bạn đầu tiên là Linh. Linh ở tổ 1, tổ của bạn ấy có 6 thành viên và nhóm trưởng chính là Linh. Nhân vật thứ hai là Nam. Nam ở tổ 3, tổ của bạn ấy có 8 thành viên và tổ trưởng là Hồng. Trò chơi này được đặt tên là Ai nhớ mình. Ở lớp, các con có thể tập trung một vài bạn trong lớp và lần lượt mời bất kỳ một bạn nào để nói các thông tin về những bạn còn lại với những nội dung như là bạn ấy thuộc tổ nào, tổ của bạn ấy có bao nhiêu bạn và ai là tổ trưởng. Vậy, qua trò chơi vừa rồi, các bạn được dịp nhớ lại danh sách của các thành viên có ở các tổ của lớp và bài học này cũng xoay quanh chủ đề về tổ, nhóm ở lớp học. Chúng ta cùng đến với bài đọc ngay bây giờ nhé. Các bạn có thể dừng video lại ít phút để đọc văn bản này. Với những nội dung trong bảng, khi đọc, các bạn cần lưu ý chúng ta nên đọc theo hàng ngang, hết nhân vật này đến nhân vật khác và lưu ý là hết một hàng, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút nhé. Bây giờ, các bạn có thể cùng đọc với cô. Bài đọc Danh sách tổ em. Danh sách tổ 1, lớp 2A, đăng ký tham gia câu lạc bộ năm học 2021-2022. Số thứ tự 1, họ và tên Trần Ngọc Ánh, giới tính nữ, ngày sinh 25 tháng 3 năm 2014. Câu lạc bộ Cây Cỏ Nhí. Số thứ tự 2, họ và tên Nguyễn Nam Bình, giới tính nam, ngày sinh 12 tháng 6 năm 2014, câu lạc bộ Võ Thuật. Số thứ tự 3, họ và tên Võ Hoàng Sang, giới tính nam, ngày sinh 10 tháng 1 năm 2014, câu lạc bộ Võ Thuật. Số thứ tự 4, họ và tên Lê Hồng Hà, giới tính nữ, ngày sinh 5 tháng 8 năm 2014, câu lạc bộ Cây Cỏ Nhí. Số thứ tự 5, Nguyễn Thị Kim Liên, giới tính nữ, ngày sinh 7 tháng 10 năm 2014, câu lạc bộ Chim Sơn Ca. Số thứ tự 6, Trần Vinh Phúc, giới tính nam, ngày sinh 28 tháng 7 năm 2014, câu lạc bộ bóng đá. Số thứ tự 7, họ và tên Phạm Văn Phương, giới tính nam, ngày sinh 28 tháng 2 năm 2014, câu lạc bộ bóng đá. Số thứ tự 8, họ và tên Lê Văn Tâm, giới tính nam, ngày sinh 30 tháng 11 năm 2014, câu lạc bộ Chim Sơn Ca. Số thứ tự 9, họ và tên Phạm Ngọc Tiên, giới tính nữ, ngày sinh 25 tháng 5 năm 2014,
câu lạc bộ võ thuật. Văn bản mà chúng ta vừa đọc có một vài từ các bạn cần phải làm rõ nghĩa như câu lạc bộ cây cỏ nhí là câu lạc bộ tổ chức các hoạt động về năng khiếu vẽ. Bên cạnh đó, câu lạc bộ chim sơn ca là một nhóm hoạt động ở lĩnh vực ca hát. Các bạn cần lưu ý để hiểu rõ hơn về các câu lạc bộ được đặt tên như vậy nhé. Phần tiếp theo trong bài học của chúng ta đó là trả lời câu hỏi. Như các bạn đã thấy, trên đây là danh sách của tổ 1 lớp 2A. Sau khi đọc, các bạn hãy giúp cô trả lời câu hỏi. Những bạn lớp 2A ở tổ 1 lập danh sách để làm gì? À đúng rồi, các bạn tổ 1 lập danh sách để đăng ký tham gia các câu lạc bộ của nhà trường. Ở đây có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau. Bạn nào thấy mình có năng khiếu, sở thích, đam mê với một bộ môn nào đó thì có thể lựa chọn những câu lạc bộ thích hợp. Quan sát vào bản danh sách và xem bạn ấy có những cột nào. Trước hết, các bạn cần phải hiểu cột là gì. Nhìn lên màn hình, cột là hàng dọc thể hiện những thông tin trong bảng mà các bạn đang nhìn thấy. Ở đây, theo các bạn, chúng ta có bao nhiêu cột? Đúng rồi, ở đây chúng ta có tổng cộng là 5 cột. Cột thứ nhất là số thứ tự, cột thứ hai là họ và tên, cột thứ ba là giới tính và cột thứ tư ngày sinh, cuối cùng là cột câu lạc bộ. Như vậy, ở đây chúng ta có 4 câu lạc bộ. Các bạn hãy giúp cô chọn những biểu tượng sau để phù hợp với tên của các câu lạc bộ nhé. Rất chính xác, các bạn học sinh của cô đã làm rất tốt. Đầu tiên, quan sát vào màn hình, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của một bạn nhỏ đang tập võ. Như vậy thì biểu tượng này sẽ phù hợp với câu lạc bộ võ thuật. Tiếp theo, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của một bảng màu và cây cọ, thì biểu tượng này sẽ phù hợp với câu lạc bộ cây cọ nhí. Thứ ba, biểu tượng một quả bóng thì tất nhiên sẽ phù hợp với câu lạc bộ bóng đá. Và cuối cùng, biểu tượng của một chú chim đang hót thì sẽ phù hợp với câu lạc bộ chim sơn ca. Yêu cầu cuối cùng, các bạn sẽ đọc những thông tin của những bạn đã đăng ký tham gia vào câu lạc bộ chim sơn ca. Như vậy, quan sát vào bảng trên thì chúng ta sẽ thấy có 2 bạn tham gia vào câu lạc bộ chim sơn ca. Bạn thứ nhất có số thứ tự là 5, họ và tên Nguyễn Thị Kim Liên, giới tính nữ, sinh ngày 7 tháng 10 năm 2014. Bạn thứ hai là bạn có số thứ tự là 8, họ và tên Lê Văn Tâm, giới tính nam, ngày sinh là 30 tháng 11 năm 2014. Hai bạn này đã tham gia vào câu lạc bộ chim sơn ca. Ở nhà, chúng mình có thể rèn luyện thêm khi thực hiện đọc thông tin của những bạn khác tham gia ở những câu lạc bộ khác nhé. Như vậy, bài đọc hôm nay là một danh sách tổ để biết thông tin về các thành viên câu lạc bộ mà họ đã tham gia. Bên cạnh đó, văn bản cũng có ý nghĩa của riêng mình. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cần hiểu biết những thông tin về bạn bè để dễ dàng giúp đỡ và chia sẻ với họ khi gặp khó khăn. Tiếp theo, chúng mình cùng đến với phần 2 của bài học hôm nay nhé. Đó là viết. Bài tập đầu tiên, các bạn sẽ nghe viết một đoạn trong bài đọc Bàn tay dịu dàng từ Khi thầy cho đến Thương yêu. Trước hết, các bạn cùng đọc với cô đoạn văn bản này nhé. Khi thầy đến gần, anh thì thào buồn bã.
Thưa thầy, hôm nay em chưa chuẩn bị bài tập ạ. Thầy im lặng, nhẹ nhàng xoa đầu An, rồi vỗ nhẹ lên vai An như an ủi. Bàn tay thầy dịu dàng, ấm áp, thương yêu. Khi viết, các bạn chú ý vào các vị trí của những từ khó, dễ bị nhầm lẫn như các từ có dấu hỏi, dấu ngã, có các vần mà cách phát âm gần giống nhau. Bên cạnh đó, chú ý vào việc viết hoa các chữ cái đầu câu, xuống dòng, đặt dấu câu cho thích hợp nhé. Cùng ôn tập lại đoạn văn bản trên với bài tập sau đây. Chúc mừng các bạn, chúng mình đã làm rất tốt. Yêu cầu thứ hai đó là viết tên ba bạn trong nhóm em theo thứ tự bảng chữ cái, tức là sắp xếp tên của các bạn trong nhóm sao cho chữ cái bắt đầu ở mỗi tên theo đúng trật tự trong bảng chữ cái của tiếng Việt. Ví dụ, ở đây cô có các tên An, Phú, Bình. Các bạn hãy giúp cô sắp xếp những tên sau theo thứ tự nhé. Chúc mừng các con, đáp án của cô là An, Bình, Phú. Tương tự như vậy, chúng mình có thể tự sắp tên của các bạn trong tổ nhé. Yêu cầu thứ ba, hướng đến việc rèn luyện chính tả. Các bạn chọn tiếng trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi dấu sao. Cô có các câu sau đây, chúng ta cùng quan sát lên màn hình và thực hiện bài tập này nhé. Các bạn đã làm rất tốt, đáp án của chúng ta là bức tranh vẽ con chim sẻ đậu trên cành cây chanh. Trưa nay bé đã ăn cơm chưa? Buổi sáng bé rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo mới rồi đi học. Mẹ đặt tô cháo đặc sánh thơm ngon lên bàn ăn. Lưu ý ở câu thứ hai, vị trí thứ nhất vì là từ được điền đứng ở đầu câu nên chúng ta cần phải viết hoa chữ cái đầu tiên nhé. Như vậy, ở bài học hôm nay, chúng mình đã cùng nhau thực hành được rất nhiều những bài tập và được học rất nhiều những kiến thức thú vị đúng không nào? Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong tiết thứ hai của bài học này nhé!